Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em môn khoa học tự nhiên lớp 6, bài số 4 sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Bài số 4 mình sẽ học sử dụng kính hiển vi quang học nhé. Mục tiêu: biết cách sử dụng kính hiển vi quang học. Giờ như vậy mình sẽ có câu hỏi đầu tiên. Để quan sát gân của một chiếc lá, ta có thể dùng kính lúp. Tuy nhiên, để quan sát được tế bào của chiếc lá thì ta phải làm như thế này. Như vậy là kính lúp thì độ phóng đại chỉ khoảng vài chục lần nên mình chỉ xem được gân lá thôi. Còn mình muốn xem được tế bào của chiếc lá thì mình phải sử dụng kính hiển vi quang học nha, đúng không? Hoặc là mình sử dụng kính hiển vi điện tử cũng được, đúng không? Giờ như vậy mình trả lời câu hỏi này nè. Để quan sát tế bào của chiếc lá này, ta phải dùng kính hiển vi quang học để học nha. Để quan sát nha. Giờ tiếp theo một La Mã tìm hiểu về kính hiển vi quang học. Giờ như vậy là kính hiển vi quang học có hệ phóng to ảnh có quạt được quan sát từ 40 lần đến 3.000 lần. Một kính hiển vi gồm các bộ phận chính như là hình 4.1 nha. Như vậy đây là các bộ phận cơ bản của kính hiển vi quang học. Phía dưới là chân kính, trên là khỉ kính, đĩa quay gắn các vật kính, đây là khăn kính, bàn kính, đèn chiếu sáng chiếu từ dưới lên nha. Đây là có ốc to ở ngoài và ốc nhỏ ở trong. Như vậy ống kính gồm có hệ kính, kính để mắt để quan sát. Đây, dành gọi là hệ kính. Có ghi 5x có nghĩa là gấp 5 lần, 10x có nghĩa là gấp 10 lần. Đĩa quay gắn các vật kính. Vật kính, kính sát với vật cần quan sát có ghi là 10x có nghĩa là gấp 10 lần. 40x có nghĩa là gấp 40 lần. 100x có nghĩa là 100 lần. 1.000x có nghĩa là 1.000 lần nha, đúng không? Ốc điều chỉnh gồm có ốc to và ốc nhỏ. Bàn kính là nơi đặt tiêu bản để quan sát có kẹp giữ. Ngoài ra còn có đèn để chiếu sáng mẫu quạt, thân kính và chân kính làm giá đỡ các bộ phận khác nhé. Giờ đây là kính hiển vi quang học, thì ở đây có đèn chiếu sáng. Quang có nghĩa là ánh sáng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có các câu hỏi. Những mẫu vật nào sau đây không thể quan sát bằng kính lúp mà phải dùng kính hiển vi quang học, giải thích tại sao nhé. Như vậy trước hết là côn trùng như dùi, kiến ong thì mình thấy là kích thước lớn mình có thể xài kính lúp được. Dung và dán xây, sáng dây cũng được, vậy kích thước cũng tương đối, kích thước hơn nhỏ thôi chứ không phải rất nhỏ nên mình có thể sử dụng kính lúp, đúng không? Như mình trả lời là những mẫu vật quan sát dùng kính lúp chính là côn trùng như là dùi, kiến ong, dung hoặc là sáng dây cũng được. Vì chúng có kích thước nhỏ, cần dùng kính lúp có độ phóng đại từ 3 đến 20 lần để quan sát rõ hơn. Còn quan sát, những mẫu quan sát phải dùng kính hiển vi gồm có những tế bào, tép cam, tép bưởi, các tế bào thực vật, lá cây, sợ gai hoặc là tế bào động vật như là da, lông, tóc. Vì chúng có kích thước rất nhỏ, cần dùng kính hiển vi quang học với độ phóng đại lớn hơn để có thể quan sát rõ hơn nha. Giờ tiếp theo, hay La Mã sử dụng kính hiển vi quang học. Bước thứ nhất mình phải chọn vật kính thích hợp 10x, 40x, 100x theo mục đích quan sát của mình. Mình càng phóng đại bao nhiêu lần thì mình sẽ chọn vật kính tương tự thích hợp nhé. Bước 2 mình sẽ điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính. Bước 3 là mình đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản, vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính gần sát vào tiêu bản, cẩn thận không để mặt của vật kính chạm vào tiêu bản. Bước 4 là mắt nhìn vào hệ kính, vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ đến khi nhìn thấy mẫu vật càng quan sát. Bước 5 mình sẽ vặn ốc nhỏ hoặc chậm đến khi nhìn mẫu vật hoặc là giỏ nếp nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai yêu cầu: quan sát tế bào lá cây bằng kính hiển vi quang học. Câu A là trình bày các thao tác trước khi tiến hành quan sát. Như vậy mình sẽ trình bày các bước giống như ở trên đây thôi, đúng không? Như vậy là các thao tác trước khi tiến hành quan sát là bước thứ nhất là mình sẽ chọn vật kính khoảng 40 lần. Vật kính có ghi là x40 nha. Bước 2 mình sẽ điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính. Bước 3
sao mình sẽ đặt vật tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản lại, vặn ốc theo chiều kim đồng hồ để hạ vật kính quan sát gần với tiêu bản. Giờ bước 4, mình sẽ mắt nhìn vào vị kính, vặn ốc to theo chiều ngược lại để đưa vật kính lên từ từ đến khi nhìn thấy tế bào lá cây. Bước 5, mình sẽ vặn ốc nhỏ hoặc chậm đến khi nhìn thấy tế bào lá cây rõ nét nhất. Và câu B là người ta kêu mình mô tả hình dáng các tế bào lá cây mà em nhìn thấy. Giờ như vậy là hình dạng tế bào lá cây như thế nào mình quan sát được thì mình tả lại giống như vậy. Ở đây thầy ví dụ thôi. Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau như là nhiều hình cạnh, nhiều hình trứng và nhiều hình sao nhé. Giờ tiếp theo, ba la mã mình sẽ bảo quản kính hiển vi quang học nha. Như vậy là khi di chuyển kính hiển vi, một tay mình cầm vào thân kính, tay kia đỡ chân đế của kính, phải để kính hiển vi trên bề mặt phẳng nha. Không được để tay ướt lên bẩn, không để tay ướt hay là tay bẩn lên kính hiển vi. Lau khi kính vào kính bằng giấy chuyên dụng trước và sau khi dùng nha. Giờ như vậy là em đã học những gì? Em đã học kính hiển vi quang học là dụng cụ có thể phóng to ảnh của vật được quan sát khoảng từ 40 đến 3000 lần. Cần sử dụng bảo quản kính hiển vi quang học đúng cách nha. Như vậy là em có thể sử dụng được kính hiển vi quang học sau bài này đúng không? Giờ tiếp theo là phần em có biết. Camera hình 4.2 có khả năng phóng to từ 40 đến 1000 lần, cho phép vừa quan sát vừa chụp ảnh và lưu vào máy tính. Em hãy tìm hiểu thêm các thông tin về các loại thiết bị này để chia sẻ với các bạn trong lớp. Giờ như vậy là hiện nay thì mình đã có camera có khả năng phóng to vật từ 400 lần đến 1000 lần, cho phép vừa quan sát vừa chụp ảnh và lưu vào máy tính luôn. Như vậy là hai vì giờ phải mua máy kính hiển vi quang học hoặc là kính hiển vi điện tử rất là mắc tiền, thì các em có thể mua cái camera này có độ phóng đại từ 40 đến 1000 lần, mình có thể quan sát được và sau đó mình có thể chụp hình lại và quan sát dưới kính hiển vi nha. Và bây giờ các em sẽ mở internet lên, mình xem những camera này và giá tiền bao nhiêu, mua ở đâu để chia sẻ thông tin với các bạn trong lớp nhé. Giờ như là mình sẽ xem thông tin trên mạng thì các em có thể lên mạng mình sẽ tìm là hiển vi, camera hiển vi nhé. Thì có rất nhiều sản phẩm về camera hiển vi có nhiều giá tiền khác nhau, từ vài trăm tới vài triệu luôn đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy cái dạng dễ hiểu bấm khích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Hề Liêm nha. Hãy chúc các em học tập tạm biệt em nhé.